Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin. Bộ trưởng Lương Tâm Quang gặp rắc rối tại sân bay trong chuyến thăm Nga vừa qua. Ngày 7 tháng 10, một nguồn tin nội bộ cho Thời báo đ biết, nhận lời mời của đại tướng Seri Sago, thư ký Hội đồng an ninh liên bang Nga ngày 11 tháng 9, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an do thượng tướng Lương Tâm Quang, Bộ trưởng Công an dẫn đầu đã thăm và dự hội nghị lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh các nước tổ chức tại thành phố Saint Petersburg, Liên bang Nga và đây là hình thư ký hội đồng an ninh liên bang nga sogo sergei đón tiếp bộ trưởng lương tâm quang trong thời gian thăm thú và làm việc tại liên bang nga bộ trưởng công an lương tâm quang được thư ký nguyễn minh phương trước làm công an cửa khẩu tân sơn nhất dẫn đi ăn chân gấu và thịt hải cẩu hôm đó có rất nhiều tướng lĩnh công an và doanh nghiệp cùng tham gia đại tiệc bất hợp pháp vì trên bàn tiệc ngoài năm chai rượu macallan rất đắt tiền thì toàn các món ăn đặc sản thịt thú rừng thuộc loài động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng. Nguyễn Minh Phương có anh trai cả tên Thành là trùm lừa đảo từ Bắc vào Nam. Sau khi lừa đảo nhiều cá nhân và tập thể, Thành chạy trốn qua Pháp, mua rất nhiều nhà đất cho thuê. Từ khi Bộ trưởng Lương Tâm Quang đăng quang, thì Thành lại tái xuất giang hồ, khoác lên mình thương hiệu doanh nhân thành đạt, kinh doanh nhà nghỉ và khách sạn. Nguyễn Minh Phương và anh trai hiện nay nhận nhiều phi vụ chạy án, sắp xếp nhân sự cho Bộ Công an từ địa phương đến trung ương. Ngoài ra, Nguyễn Minh Phương còn có mối quan hệ đặc biệt với Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Lâm, hiện là Thứ trưởng Bộ Công an. Và đây là hình Bộ trưởng Lương Tâm Quang tại Hội nghị lãnh đạo cấp cao phụ trách an ninh các nước tại San Petersburg, Liên bang Nga. Thời Ngọc Lâm giữ chức Cục trưởng C03, tức Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an. Nguyễn Minh Phương được Ngọc Lâm ban cho suốt chạy án tại cục C03 và có quyền can thiệp sâu vào hồ sơ pháp lý của các bị can. Nguyễn Minh Phương dùng bằng cấp giả vào ngành công an, nhưng không một ai dám chất vấn và tri cứu. Trong khi ai cũng biết, Phương xuất thân là một cán bộ công an phòng đóng dấu hộ chiếu ở cửa khẩu Tân Sơn Nhất, không được đào tạo hay huấn luyện khóa học nào về điều tra. Nhưng Phương lại có bằng điều tra viên trung cấp và ngang nhiên làm, làm giúp việc cho Thủ trưởng Cơ quan An ninh Điều tra Bộ Công an lúc đó là thượng tướng lương tâm quang đây là nguyên nhân tạo ra bất công xã hội và cũng là câu trả lời cho vấn nạn tại sao người dân việt nam có học có tài có năng lực nhưng lại phải tháo chạy ra nước ngoài mưu sinh sự việc trên nếu chỉ dừng lại ở bàn tiệc bất hợp pháp thì sẽ chìm vào bóng tối của dĩ vãng nhưng nó lại tiếp tục tái hiện như muốn cho thế giới biết cuộc sống vương giả của tầng lớp tướng lĩnh công an việt nam xa hoa đến mức độ nào nhiều cán bộ lãnh đạo vì cái ghế đầy tớ của nhân dân mà không từ một thủ đoạn nào như gài bẫy bắt đối thủ vào tù, âm mưu ám sát, tiêu diệt thành danh. Và đây là hình Bộ trưởng Lương Tâm Quang và đoàn đặt hoa tại tượng đài Hồ Chí Minh ở thành phố San Petersburg. Sau những ngày làm việc cực nhọc và ăn chơi trên xứ Bạch Dương, Lương Tâm Quang và đoàn tùy tùng ra sân bay trở về Việt Nam. Khi đánh trạm kiểm tra an ninh sân bay, thì Lương Tâm Quang cùng thư ký Nguyễn Minh Phương và đoàn tháp tùng bị câu lưu hơn 2 tiếng vì an ninh sân bay phát hiện 12 chân gấu bắt cực đóng trong 3 thùng cấp đông và hai con hổ amur đã lột da được xếp vào cấp quý hiếm nhóm IP đang bị đe dọa tuyệt chủng nghiêm cấm khai thác sử dụng. Sau khi lập biên bản và thu giữ các thùng hàng kể trên, cơ quan có thẩm quyền của ngắm đề nghị một cán bộ công an trong đoàn ở lại giải quyết vụ việc hiện nay Bộ trưởng Lương Tâm Quang và Thư ký Nguyễn Minh Phương đang gọi những cục trưởng và phó cục trưởng đi cùng đoàn, nhận lô hàng đó là của mình, nhưng tất cả đều từ chối và đổ lỗi cho nhau. Vì vậy, hiện nay Bộ Công an đang rối như nội canh hẹ. Sự việc có thể sẽ chìm xuồng, nhưng sự thật là đoàn Bộ Công an do Bộ trưởng Lương Tâm Quang dẫn đầu qua Liên bang Nga đã sử dụng và vận chuyển động vật quý hiếm từ Nga về Việt Nam. Chuyện có thể không là gì đối với cán bộ cấp cao của Việt Nam, nhưng việc làm đó ảnh hưởng rất lớn đến uy tín và vị thế của Việt Nam trong mắt quốc tế. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Bộ trưởng Lương Tâm Quang gặp rắc rối tại sân bay trong chuyến thăm Nga vừa qua. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Sau Mỹ, người Việt tại Pháp biểu tình chống Tô Lâm. Ngày 6 tháng 10, thông tín viên Tường An của app Ai tiếng Việt cho hay, người Việt tại Pháp biểu tình phản đối ông Tô Lâm trước công trường Salvador Allende. Theo đó, gần 100 người Việt đã tập hợp tại công trường Salvador Allende quận 7 Paris trong ngày 5 tháng 10 để phản đối Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm đến Pháp giữ hội nghị thượng đỉnh Pháp ngữ lần thứ 19 tại Paris. Và đây là hình bản tin trên AFA. Thông tính viên AFA cho biết cuộc biểu tình kéo dài từ 3 giờ chiều và chấm dứt vào 6 giờ chiều cùng ngày có sự tham gia của các cư dân Pháp gốc Việt sống tại Paris, Marseille ở Pháp và các nước khác như Đức, Hoa Lan, Bỉ, Thụy Sĩ và cả Hoa Kỳ. Ông Lâm Hoàng Tùng đến từ Marseille, Pháp, nói với thông tính viên AFA tại Pháp rằng Tôi là đại diện người Việt tự do, vùng miền nam nước Pháp. Sở dĩ tôi đến đây nhân dịp này là để yêu cầu chính phủ Pháp bắt buộc Tô Lâm phải thả những người tù nhân lương tâm đang bị cầm tù tại Việt Nam và yêu cầu Tô Lâm tôn trọng những gì đã hứa trong vấn đề nhân quyền. Theo AFA, đến cuộc biểu tình từ nước Đức, ông Phong cho biết ông cùng chung với đồng bào đến đây không ngoài mục đích đấu tranh cho tù chính trị đang bị giam giữ tại việt nam và tố cáo cho thế giới biết rằng tô lâm là người thường bắt cóc những người tị nạn bên đức thông tính viên tường an dẫn lời ông nguyễn hữu phước chủ tịch công đoàn người việt tị nạn cộng sản tại hà lan người tham gia góp tiếng nói trong cuộc biểu tình cho biết rằng tôi và một số bạn hữu cộng đồng đến đây để hô vang khẩu hiệu cho những người qua đường biết được về sự đàn áp nhân quyền ở việt nam như thế nào và đây là hình cuộc biểu tình của người Việt tại Paris ngày 6 tháng 10. Điều đáng nói là cuộc biểu tình của người Việt trong ngày 5 tháng 10 cũng có tiếng nói của bà Jenny Vidi, ủy viên hội đồng thành phố tại Paris, phụ trách ủy ban quan hệ quốc tế của hội đồng thành phố. Thông tín viên AFA dẫn phát biểu của bà nói rằng Tôi muốn nói thêm một điều quan trọng nữa là chúng ta đang đứng tại công trường Salvador Allende. Đây là một địa điểm rất quan trọng Chúng ta đang đứng dưới cửa sổ của tòa đại sứ Chile, cách đây 51 năm, tổng thống Salvador Allende đã bị Pinochet giết. Người dân Chile đã đấu tranh trong vòng nhiều năm để lật đổ chính quyền khủng khiếp của Pinochet. Và tôi chúc cho các bạn, những người Việt Nam cũng sẽ như những người dân Chile, đánh đổ được chế độ độc tài của các bạn. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã đến Paris vào tối mùng 3 tháng 10 để tham dự hội nghị cấp cao khối Pháp ngữ. AFA dẫn thông tin từ Bộ Ngoại giao Việt Nam được tờ tuổi trẻ loan tải. Theo đó, trong khuôn khổ Hội nghị cấp cao Pháp ngữ lần thứ 19, ngày 5 tháng 10, giờ Pháp, ông Tô Lâm đã chính thức tham dự các phiên họp và có bài phát biểu quan trọng. Và đây là hình cuộc biểu tình của người Việt tại Mỹ chống Tô Lâm ngày 22 tháng 9. Đây là chuyến công du nước ngoài lần thứ 5 của ông Tô Lâm kể từ khi lên nắm các chức vụ lãnh đạo cao nhất của Việt Nam hồi đầu tháng 8 năm 2024 sau các chuyến đi đến Trung Quốc, Mỹ, Cuba và Iceland. AFA cho biết thêm, theo thống kê của Tổ chức Theo dõi Nhân quyền, Việt Nam đang giam giữ hơn 160 tù nhân chính trị. Còn theo Tổ chức Ân xá Quốc tế, thì có hơn 250 tù nhân lương tâm đang bị cầm tù ở Việt Nam. Trong khi đó, Hà Nội luôn khẳng định không giam giữ tù nhân lương tâm mà chỉ có những người bị kết tội hình sự. Trước đó, ngày 22 tháng 9, cũng có khoảng 100 người gốc Việt đã tập trung biểu tình phản đối ông Tô Lâm trước trụ sở Liên Hiệp Quốc tại New York ở Mỹ. Đây là những người đến từ một số tiểu bang vùng Đông Bắc Hoa Kỳ và từ thành phố Toronto, Canada. Bản tin ngày 23 tháng 9 của AFA cho hay, những người biểu tình cầm các biểu ngữ bằng tiếng Anh như sau. Nhân quyền cho Việt Nam, chứ không phải bò giác vàng cho Tô Lâm. Chủ tịch nước Việt Nam Tô Lâm là một tội phạm bắt cóc người. Việt Nam là một nhà nước công an trị dưới trướng của tướng Tô Lâm. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin. Sau Mỹ, người Việt tại Pháp biểu tình chống Tô Lâm. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm Đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.